Các bạn ơi, ở mẫu áo này á, thì chủ yếu là mình hướng dẫn cho các bạn là để đan cái cổ áo này thôi ha. Tại vì cái cổ áo này mình thấy nó khá là dễ thương. Cái cách đan dòng ngắn này á, mình cảm thấy là cái cổ áo nó tròn, nó rất là tròn đều ha. Còn cái tay áo thì nó có một xíu cái vặn thần điểm nhấn ở trên này, ở trên cái cầu vai. Tại vì cái áo này á, mình đan nhưng mà mình bị thiếu len, sau đó thì mình mang len đi vô cái tiệm mình tìm cái len đó để mua thì không có ra, tại vì hình như cái mã màu đó nó bị hết rồi, nó còn cái màu tương tự thôi, mình không có thích nên là tạm dừng mẫu này ở đây, mình không có hoàn thành được tại vì không có len ha. Và mình cũng chỉ cái mẫu này mình chưa có hoàn thiện hẳn nha, nên là mình cũng sorry các bạn. Tại vì nhiều khi up lên các bạn lại kêu là hướng dẫn không có tâm, chưa có làm xong áo. Thì mục đích chính của mình là muốn hướng dẫn các bạn ở cái cổ áo này thôi ha. Và cái áo này những cái phần quan trọng mình cũng đã quay video xong hết rồi. Chỉ còn cái phần tay áo thì các bạn cậy mũi lên, sau đó cái chạt này này nó đang ở hàng nào thì các bạn tiếp diễn hàng đó để hoàn thiện hai cái tay thôi ha. Như vậy là ở đây mình đã lặp lại xong hàng dòng ngắn 3 và hàng dòng ngắn thứ 4 thêm 3 lần ha. Và mình đã tăng được tổng cộng là 5 lần giáp lăng ha. Tăng 5 lần giáp lăng thì mình sẽ tăng thêm được 10 mũi cho mỗi thân và cho mỗi tay áo nha. Lúc này các bạn có thể kiểm tra số mũi trong tay áo là mỗi tay áo sẽ là 24 mũi đó. Bước tiếp theo thì mình sẽ vẫn tiếp tục đan dòng ngắn, và ở đây dòng ngắn sẽ hơi khác một xíu, mình sẽ gọi là hàng dòng ngắn 5 nha. Để chút nữa nói lặp lại cho dễ, hàng dòng ngắn 5. Đầu tiên vẫn như cũ, các bạn tạo mũi dòng ngắn trước giúp mình. Sau đó đan ca đến khi gặp cái đầu dấu giáp lăng. Ở đây hàng dòng ngắn 5, 6 thì cũng tương tự như 3, 4 thôi, khác một chút xíu. Rồi, gặp đánh dấu giáp lăng rồi, các bạn tăng cho mình mỗi M1R trước này. Trượt đánh dấu K1. Trượt đánh dấu K1. À xin lỗi, trượt đánh dấu M1L. Tiếp theo đan K để khi gặp cái đánh dấu ở phần vận thần. Rồi vạn thần đến đây thì mình sẽ bắt đầu đan hàng 11 của phần vạn thần này ở bên tay áo ha. Ở đây phần vạn thần ở hai cái tay áo, cứ cái tay này vặn thì cái tay kia cũng sẽ vặn, nhưng mà thay đổi cái kiểu vặn cho nhau là được ha. Bây giờ kiểu vặn ở cái tay áo thứ nhất này các bạn sẽ làm giống như ở cái tay áo thứ hai, và ngược lại ở cái tay áo thứ hai thì các bạn lại làm giống như vặn ở cái tay áo thứ nhất ở cái hàng năm á. Bây giờ ở cái tay áo thứ nhất này thì mình sẽ vặn giống như hàng thứ 11 ha. Rồi, đầu tiên vặn giống như hàng 11. Đầu tiên các bạn sẽ làm như sau. Các bạn đan cho mình K4. 1 2 3 4. Sau đó các bạn trượt 4 mũi sang kim chờ để ra phía sau. Rồi sau đó các bạn đan cho mình K4. 1 2 3 4. Sau đó các bạn đan 4 mũi ở cây kim chờ. Đó, vậy là mình đã vặn xong cái tay áo thứ nhất. Tiếp theo các bạn lại đan ca để khi gặp cái đàn dấu giáp lăng. Cái cách mà tăng giáp lăng thì chắc các bạn đã thuộc rồi ha. Mình cứ đan ca để khi gặp cái đàn dấu giáp lăng thì mình tăng mỗi M1R trước, sau đó mình trượt đàn dấu, mình đan một cái mũi giáp lăng này, trượt đàn dấu, tăng mỗi M1L. Rồi tiếp theo thì các bạn lại tiến hành đan ca đến khi gặp cái đàn dấu giáp lăng, các bạn tiến hành tăng mũi cho giáp lăng, sau đó đan đến khi gặp cái vặn thần thì mình lại hướng dẫn các bạn vặn ha. Thực ra thì mình đã hướng dẫn vặn rồi đó, chỉ bây giờ là mình đảo vị trí cho nhau thôi.
Cái tay áo thứ nhất thì vặn giống hàng 11 thì cái tay áo thứ hai sẽ vặn giống như hàng 5. Vậy là mình đã gặp cái chạc vặn thân ở cái tay áo thứ hai rồi. Đây mình sẽ vặn giống như hàng 5 ha. Đầu tiên các bạn sẽ trượt 4 mũi sang kim chờ. Để ra phía trước. Sau đó đan cho mình ca 4. Tiếp theo đan 4 mũi ở cây kim chờ. Rồi, sau đó lại đan 4 mũi. Rồi, vậy là mình đã đan xong hàng vặn. Tiếp theo các bạn lại đan ca, để khi gặp cái đàn dầu giáp lăng thì các bạn lại nhớ tăng mũi cho cái giáp lăng ha. Cứ mặt phải là các bạn sẽ tăng cho 4 cái giáp lăng á. Một lần tăng là tăng được 8 mũi. Một lần tăng là tăng được 8 mũi trong một hàng. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiến hành đan ca để khi gặp cái mũi dòng ngắn. Vậy là mình đã gặp cái mũi dòng ngắn rồi nè các bạn. Các bạn đan cái mũi dòng ngắn này thành mũi K2 TOG. Sau đó các bạn nhích thêm cho mình 2 mũi. Rồi. Vậy là ở hàng dòng ngắn thứ 5 khác hàng dòng ngắn thứ 3 là nhích. Thay vì hàng dòng ngắn thứ 3 nhích 1 mũi thì hàng dòng ngắn thứ 5 mình nhích 2 mũi ha. Sau đó mình quay đầu. Kết thúc hàng dòng ngắn thứ 5. Hàng dòng ngắn thứ 6 thì các bạn chỉ việc đan P đến khi các bạn gặp mũi dòng ngắn. Sau khi gặp mũi dòng ngắn thì các bạn đan mũi dòng ngắn thành mũi P2 TOG. Sau đó các bạn nhích thêm 2 mũi rồi các bạn quay đầu ha. Dòng ngắn ở mặt trái thì khá là dễ. Tại vì không cần đan chạp vặn thừng và cũng không cần tăng mũi gì hết. Nên là ở mặt trái sẽ rất là dễ ha. Đây mình đang đan dòng ngắn 6 này các bạn. Mình gặp cái mũi dòng ngắn rồi. Mình đan mũi này thành mũi P2 TOG. Sau đó nhích thêm 2 mũi. Quay đầu. Kết thúc hàng dòng ngắn thứ 6. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ lặp lại hàng dòng ngắn thứ 5 và hàng dòng ngắn thứ 6 cho mình thêm 2 lần nữa. Thì lúc đó các bạn dừng lại, mình hướng dẫn tiếp nha. Đó. Hàng 5, hàng dòng ngắn 5 và hàng dòng ngắn 6 là nhích thêm 2 mũi rồi mới quay đầu ha. Như vậy là mình đã lặp lại xong hàng dòng ngắn 5 và hàng dòng ngắn 6 rồi ha. Và lúc này mình đã tăng giáp lăng được tổng cộng là 8 lần nha các bạn. Các bạn có thể đếm số mũi ở trong tay áo. Mỗi tay áo các bạn sẽ tăng lên được là 16 mũi ha. Một lần tăng là tăng được 2 mũi cho tay áo. Các bạn tăng 8 lần là các bạn sẽ tăng được 16 mũi cộng thêm 14 mũi ban đầu nữa. Là tay áo bây giờ mỗi bên sẽ có là 30 mũi ha. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ kết thúc quá trình đan dòng ngắn. Các bạn sẽ không đan dòng ngắn nữa nha. Bằng cách như sau. Để kết thúc quá trình đan dòng ngắn này thì các bạn vẫn cần tạo cái mũi dòng ngắn giúp mình. Tức là khi quay đầu thì các bạn vẫn phải tạo mũi dòng ngắn để tránh có cái lỗ. Mình trượt mũi để tạo mũi dòng ngắn nè. Sau đó các bạn sẽ đan ca đến khi gặp cái đàn dấu bắt đầu hàng. Một khi mình đã kết thúc đan dòng ngắn thì mình sẽ không có quay đầu nữa nha. Mình chỉ đan có mặt phải thôi. Rồi, vậy là mình đã đan đến khi gặp cái đàn dấu bắt đầu hàng. Cái đàn dấu bắt đầu hàng này nó vừa là đàn dấu bắt đầu hàng, vừa là đàn dấu giáp lăng luôn ha. Rồi, kết thúc đan dòng ngắn rồi đó. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ đan cho mình một hàng tăng giáp lăng. Và hàng tăng giáp lăng này các bạn sẽ đan như sau. Cũng gần tương tự thôi, hơi khác chút xíu. Đầu tiên các bạn sẽ trượt cái đàn dấu bắt đầu hàng này, đan cho mình một mũi giáp lăng. Trượt đàn dấu tăng mũi M1L.
Tiếp theo đan ca để khi gặp cái đánh dấu của chạc vận thần. Vận thần thì đang ở hàng nào các bạn sẽ tiếp diễn hàng đó thôi ha. Và đến đây thì mình lại bắt đầu ngược lại, mình sẽ bắt đầu vặn, mình đang vặn hàng thứ 5 cho cái tay áo thứ nhất này. Ở cái tay áo thứ nhất mà các bạn vặn hàng thứ 5 thì cái tay áo thứ hai các bạn sẽ mặc định là vặn hàng thứ 11 ha. Hai bên tay nó đổi vị trí cho nhau thôi ha. Một khi tay này vặn thì tay bên kia cũng vặn, nhưng mà vặn khác, tay này vặn hàng 5 thì tay kia vặn hàng 11 và cứ ngược lại như vậy thôi. Vậy là mình đã vặn xong hàng thứ 5 rồi đó các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ đan ca để khi gặp cái đánh dấu giáp lăng. Vậy là mình đã gặp cái đánh dấu giáp lăng rồi. Tăng cho mình mũi M1L. À xin lỗi, M1R. R trước L sau ha. R là right đó, right trước, L là left, left sau. Tức là phải trước trái sau. Rồi tăng mũi M1L. Vậy là mình đã tăng được một cụm giáp lăng. Thực ra ở đây là được nửa cụm rồi ha. Mình tăng mũi M1L ở đây là tức là được nửa cụm rồi đó. Và tăng một cụm. Tiếp theo hai cụm còn lại các bạn sẽ tăng tương tự nha. Các bạn tăng mũi R trước, mũi L sau. Tăng trước và sau cái đánh dấu giáp lăng này. Sau đó gặp cái chạc vận thần đang ở hàng nào thì các bạn tiếp diễn hàng đó. Ở đây mình đang vận hàng 5 rồi thì ở bên này mình sẽ vận hàng 11 ha. Như vậy là mình đã đan vận xong ở cái tay áo rồi ha. Và mình cũng tăng xong hai cái giáp lăng ở bên tay áo này ha. Vậy là mình đã tăng được tổng cộng là 3 cái giáp lăng rưỡi rồi đó. Tức là ba cái giáp lăng này thì mình tăng đầy đủ, còn cái giáp lăng đầu tiên này thì mình mới tăng được một nửa thôi. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành đan ca để khi gặp cái đánh dấu bắt đầu hàng. Và khi gặp cái đánh dấu bắt đầu hàng thì các bạn chú ý mình sẽ còn hai cái mũi dòng ngắn nha. Khi các bạn gặp cái mũi dòng ngắn thì các bạn nhớ đan cái mũi đó thành mũi K2TOG đó, để tránh tình trạng là bị các bạn không để ý đan thành hai mũi riêng biệt là nó sẽ dư mũi á. Nhớ để ý cái mũi dòng ngắn giúp mình nha. Đây, mũi dòng ngắn đầu tiên này. Đây, mình nhớ đan thành mũi K2TOG. Tiếp theo lại đan K để khi các bạn gặp cái đánh dấu bắt đầu hàng ở đây. Và mình sẽ còn một mũi dòng ngắn ở chỗ này nữa. Mũi đó tự dưng nó sẽ lạ hơn những mũi khác, mình nhìn là mình thấy liền. Những bạn mới đan sợ nhìn không phân biệt được á, thì như mình đã hướng dẫn, đã đặt cái đánh dấu vào cái chỗ mà các bạn quay đầu á. Mũi dòng ngắn cuối cùng này các bạn, đan mũi này thành mũi K2TOG. Tiếp tục lại đan K đến khi gặp cái đánh dấu bắt đầu hàng. Vậy là mình đã gặp cái đánh dấu bắt đầu hàng rồi. Đến đây thì các bạn tăng cho mình mũi M1R. Rồi, vậy là mình đã tăng hoàn toàn đủ cho 4 cái giáp lăng và mình tăng được 8 mũi trong hàng này ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ đan cho mình một hàng bình thường, tức là một hàng cái phần chạc á thì đang ở hàng nào các bạn tiếp diễn hàng đó. Còn những chỗ khác không phải là chạc thì các bạn chỉ việc đan toàn bộ mũi ca thôi. Như vậy nguyên tắc ở đây là cứ một hàng tăng giáp lăng sẽ xen kẽ với một hàng không tăng. Còn phần chạc vận thần thì đang ở hàng nào cứ tiếp diễn hàng đó. Và các bạn sẽ đan như vậy cho mình đến hết hàng. Vậy là mình đã đan xong một hàng bình thường, thì hàng bình thường ở đây tức là không có tăng giáp lăng ha. Và mình đã nhận đan xong hàng này thì mình nhận ra được là cái hàng bình thường á thì các bạn cái phần chạc á nó cũng sẽ là một hàng toàn bộ mũi ca thôi. Cái phần vặn á, cái hàng vặn nó sẽ trùng khớp với lại cái hàng tăng giáp lăng nha. Nên là cái hàng nào mà không có tăng giáp lăng á thì các bạn cũng sẽ không có vặn ở hàng đó, tức là chỉ việc đan toàn bộ mũi ca cho đến hết thôi. Và các bạn sẽ theo nguyên tắc như vậy giúp mình.
cứ cắt một hàng bình thường sẽ xen kẽ với một hàng tăng giáp lăng, và các bạn sẽ tăng làm sao mà tăng tổng cộng cho mình là 29 lần tăng giáp lăng. Lúc đó thì ở tay áo các bạn sẽ đếm được là 72 mũi ở bên trong của cái đánh dấu tay áo đây này. Các bạn sẽ đếm được mỗi bên tay áo là 72 ha. Còn phần thân áo thì mình sẽ nhân ha. Phần thân áo lúc đầu là có 36 mũi, tăng 29 lần. Tăng 29 lần là sẽ tăng được 58 mũi cộng thêm 36 mũi ban đầu. Thì lúc đó thân áo các bạn sẽ có 94 và tay áo các bạn sẽ có là 72. 4 mũi giáp lăng thì các bạn tính riêng nha. Và chú ý là cái phần trạc vạn thần cứ tiếp diễn. Ví dụ như các bạn đan từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 12 xong rồi thì các bạn lại bắt đầu lặp lại từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 12, cứ lặp lại như vậy thì nó sẽ ra phần trạc vạn thần. Còn đối với cái phần tay áo ở bên này nè, thì mình bắt đầu từ hàng thứ 7 ha, thì mình đan từ hàng thứ 7 đến hết hàng 12, sau đó thì mình lại lặp lại từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 12 và cứ lặp đi lặp lại như vậy thì nó sẽ ra phần trạc vạn thần thôi. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn có được mỗi tay áo là 72 mũi và mỗi thân áo là 94 mũi ha. Phần 4 mũi giáp lăng thì tính riêng, không có cộng vào trong đó nha. Như vậy là mình đã tăng giáp lăng đủ số lần cần thiết rồi. Bây giờ lúc này mỗi tay áo mình sẽ có 72 mũi ha, và mỗi thân áo sẽ là 94. 4 cái mũi giáp lăng thì mình tính riêng. Và bước tiếp theo thì mình sẽ tiến hành tách thân và tay nha các bạn. Hàng cuối cùng của mình sau khi đan xong á, sẽ là một hàng toàn bộ mũi ca nha, tức là một hàng bình thường không tăng á. Các bạn đan xong một hàng bình thường cuối cùng rồi các bạn mới tách thân và tay ha. Thì để tách thân và tay, cái số mũi mà 4 cái mũi giáp lăng các bạn sẽ để cho phần thân áo nha. Còn phần tay áo thì các bạn chỉ cần trượt cái số mũi từ bên trong của cái đánh dấu, tức là 72 mũi của phần tay áo đó. Vì vậy các bạn sẽ bỏ cái đánh dấu, bắt đầu hàng này đan cho mình một mũi ca này. Sau đó các bạn sẽ đưa 72 mũi của phần tay áo sang dạy lên chờ giúp mình nha. Các bạn bỏ cái đánh dấu giáp lăng này ra luôn. Sau đó đưa cho mình 72 mũi ở phần tay áo ra. Các bạn chú ý giúp mình nữa là cái phần tay áo á, các bạn cái phần trạc vạn thần ở tay áo các bạn đang đan đến hàng nào thì các bạn ghi chú lại. Để chút nữa các bạn tiếp diễn hàng đó chứ tránh, để tránh tình trạng bị sai nha. Cái phần tay áo của mình, những bạn mà đan sai giống mình á, thì cái phần tay áo của mình đây nè, đang là mình đã đan xong hàng thứ tư rồi đó. Chút nữa mình đang tiến hành đan tay áo thì mình sẽ bắt đầu mình vặn. Bên tay này mình vặn hàng thứ 5, mình vặn sẽ vặn hàng thứ 5, thì bên tay bên kia mình sẽ vặn hàng 11. Hai bên nó đổi qua đổi lại cho nhau. Đó. Hàng vặn nó sẽ nằm, khi các bạn đang giáp lăng á, thì hàng vặn nó sẽ nằm trùng với lại cái hàng tăng giáp lăng. Bạn đưa hết 72 mũi sang sợi len chờ giúp mình nha. Vậy là mình đã dời 72 mũi của phần tay áo sang sợi len rồi. Đến đây thì các bạn sẽ cột cái sợi len lại để giữ mũi cho phần tay ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ bắt lên cho mình 10 mũi mới ở dưới nách áo. Các bạn ngoắc sợi len qua ngón tay như thế này ha. Sau đó luồn cây kim vào và kéo. Vậy là được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, vậy là mình đã bắt lên 10 mũi mới rồi đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành đan cho mình. Bỏ cái đánh dấu giáp lăng ra này. Đan một mũi giáp lăng này. Những cái mũi giáp lăng thì như mình đã nói để hết cho thân áo ha. Rồi để bỏ đánh dấu ra. Tiếp tục đan ca đến khi gặp cái đánh dấu giáp lăng kế tiếp nha.
Vậy là mình đã đan đến cái đàn dấu giáp lăng rồi này, các bạn bỏ cái đàn dấu này ra, đan một mũi giáp lăng cho phần thân áo, bỏ đàn dấu ra. Tiếp tục lại trượt 72 mũi ở phần tay áo sang sợi len chờ giúp mình. Rồi mình đã đưa số mũi ở tay áo thứ hai ra sợi len rồi. Lại cột lại giữ mũi tương tự như cái tay áo thứ nhất. Sau đó thì các bạn lại bắt lên cho mình 10 mũi mới ở phần dưới nách nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành bỏ cái đàn dấu này ra. Đan cho mình cam một cái mũi giáp lăng đó. Bỏ cái đàn dấu giáp lăng ra. Tiếp tục đan ca đến hết. Hồi nãy ở cái phần dưới nách ở bên này này các bạn, đáng lẽ là mình phải kêu các bạn là đặt cái đàn dấu vào cái mũi thứ năm, tức là các bạn ở dưới phần dưới nách này các bạn bắt lên 5 à, bắt lên 10 mũi ha, thì các bạn sẽ đặt cái đàn dấu vào cái điểm và chính giữa, tức là các bạn sẽ chia đôi ra 10 mũi thì các bạn chia đôi ra mỗi bên 5 2 4 5, sau đó các bạn sẽ đặt một cái đàn dấu vào. Và cái đánh dấu này kể từ đây sẽ là cái đánh dấu để nhận biết điểm bắt đầu cũng như kết thúc của hàng nha. Đây, nó sẽ nằm ở chính giữa của cái phần nách này ha. Đó, hồi nãy mình quên cái bước đó, sorry các bạn ha. Các bạn nhớ đặt cái đánh dấu vào chính giữa cái số mũi mà mình đặt bắt lên ở phần dưới nách đó. Và khi mình nói đan ca đến hết, tức là các bạn sẽ đan đến khi gặp cái đánh dấu này nha. Đến đây thì dễ rồi đó. Một khi các bạn đã tách thân và tay ra được rồi thì sẽ là dễ. Khi các bạn đan và gặp mấy cái mũi mới mà các bạn bắt lên này này, đây thì đan cẩn thận để đừng để nó bị xúc ra nha. Mấy cái mũi mới này đan không cẩn thận nó dễ xúc ra lắm. Đó, lúc này ở trong phần thân áo của mình sẽ có tổng cộng là 212 mũi nha. Tiếp tục. Đến đây thì dễ rồi, các bạn chỉ việc đan trơn đến khi các bạn đủ độ dài là 30 cm, tính từ cái chỗ mà các bạn bắt đầu chia thân vào tay, đo từ điểm này đến điểm kết thúc dài 30 cm, hoặc là dài theo sở thích của các bạn, hoặc là dài theo số đo cơ thể nữa. Độ dài đó thì các bạn có thể điều chỉnh để cho nó phù hợp nha, không nhất thiết là 30. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đan đủ độ dài cần thiết. Đến đây thì chỉ việc đan trơn thôi, đan tất cả các mũi ca ha. Các bạn ơi, như vậy là ở đây mình đã đan đủ độ dài cần thiết, tức là tính từ cái chỗ mà phần dưới nách này ha, tính từ chỗ bắt đầu tắt thân với tay á, đến điểm kết thúc dài đáng lẽ là 30 cm, nhưng mà thường thì mình hay trừ hao ra một xíu, tại vì mình giặt xong á thì áo nó sẽ dài ra được chút đỉnh. Vì vậy mình trừ đi 1 hoặc là 2 cm gì đó. Sau đó thì các bạn sẽ đổi sang kim phụ, tức là kim đan nhỏ hơn nha, kim đan 3.5, để mình tiến hành đan cái phần nẹp rip cho cái thân lai ở thân áo ha. Vậy là mình đã đổi sang kim đan nhỏ là kim đan phụ rồi ha. Đến đây thì các bạn chỉ việc tiến hành đan rip 1-1 tương tự như cái phần ở cổ áo thôi.
cứ đan một mũi K xen kẽ một mũi P. Đó, và các bạn sẽ đan một đoạn nẹp rib dài khoảng 5 cm hoặc là dài theo sở thích của các bạn. Sau đó thì các bạn chia kết thúc theo kiểu rib ha. Những bạn mà không biết cách chia kết thúc theo kiểu rib á, thì các bạn có thể inbox cho mình để mình hướng dẫn các bạn cách chia, để mình gửi video hướng dẫn cách chia. Thì chia kết thúc theo kiểu rib các bạn chỉ cần gặp mũi nào đan mũi đó, sau đó thì các bạn cứ vắt. Ví dụ như là mình gặp P thì mình đan P, mình gặp K đan K, sau đó thì các bạn vắt cái mũi thứ nhất qua cái mũi thứ hai. Đó, ví dụ như vậy đi. Đó, như vậy là chia kết thúc thôi. Ví dụ mũi kế tiếp là mũi K thì các bạn lại đan nó là K, sau đó bạn lại vắt mũi này qua mũi kia. Thì chia kết thúc theo kiểu rib nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Và các bạn sẽ làm như vậy, đan đủ đoạn nẹp rib, sau đó thì chia kết thúc giúp mình nha. Cái line các bạn thích dài hay ngắn thì cứ điều chỉnh theo sở thích của các bạn, không nhất thiết là 5 cm đâu.